hiểu được mong muốn của khách hàng trẻ khi vừa có nhu cầu về những chiếc xe đa dụng nhưng giá cả phải chăng mà vẫn thể hiện được cá tính, Toyota đã ra mắt Raize. Xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào cuối năm 2019, ngay lập tức Raize đã trở thành chiếc xe bán chạy nhất thị trường 6 tháng đầu năm 2020. Khách hàng sẽ phải chờ tới 4 tháng mới có thể nhận được xe. Tổng kết cả năm 2020, Raize đã bán được hơn 120.000 xe, đứng thứ hai tại đất nước mặt trời mọc. Câu chuyện tương tự như thế cũng đã diễn ra tại Indonesia khi Toyota đã nhận được hơn 1.300 đơn hàng trong chỉ một tuần sau lễ ra mắt. Ngay khi Toyota Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt Raize vào tháng 11 năm nay, mẫu xe này đã nhận được rất nhiều ý kiến của người dùng. Trên các hội nhóm, Raize được bàn luận sôi nổi, được đem ra so sánh với các đối thủ cũng như bàn tán về mức giá bán. Một bạn có tên Facebook là Nhật Quang trên nhóm OFFB chia sẻ, nếu Toyota mà bán Raize với mức giá khoảng 540 triệu, thì chắc chắn lại cháy hàng, vì nhìn trang bị quá nhiều, xem các vi, ở mấy nước khác thì thấy xe quá ngon thật. Bề ngoài rõ ràng là trẻ trung, khác biệt, nội thất rộng rãi, và mê nhất hai tính năng an toàn là cảnh báo điểm mù, và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cái này hơn hẳn đối thủ này. Còn bạn Trung Kiên để lại ý kiến trong nhóm anh em OTO, thì lại có cái nhìn khác. Raize là mẫu xe, có thể khiến người tiêu dùng có cái nhìn khác về Toyota. Trước đây người ta mua xe của Toyota vì bền, lành, tiết kiệm xăng thì nay vì sự trẻ trung và thích nữa. Rõ ràng, thiết kế đã trẻ hóa hơn rất nhiều, thể thao hơn, cá tính hơn, nhiều công nghệ mới hơn chứ không còn đơn thuần cơ khí. Bằng chứng rõ nhất là chiếc Cross, ra mắt cái là bán chạy như tôm. Raize nếu đúng như các thông tin hiện nay, thì chắc chắn sẽ lại tiếp bước Cross mà thành công thôi, đặc biệt là quá phù hợp cho người trẻ. Theo thông tin mà Toyota công bố, Raize sở hữu 7 màu ngoại thất bao gồm đơn sắc và 2 tông màu bên cạnh các trang bị như hệ thống đèn chiếu sáng trước dạng LED, anten vây cá, đèn phanh trên cao LED, la răng 17 inch, ốp viền bánh xe, đường gân dập nổi, mặt ca lăng trẻ trung, tất cả tạo nên diện mạo một chiếc xe đô thị đích thực. Bên trong là nội thất rộng rãi với khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh, lẫy chuyển số thể thao ngay trên vô lăng, màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động, màn hình trước người lái 7 inch kỹ thuật số với 4 chế độ hiển thị, ghi nhớ ngày kỷ niệm hay nhắc số km đã đi. Không gian cốp xe linh hoạt với nhiều cách sắp xếp khác nhau, nếu gập phẳng hàng ghế thứ hai sẽ có gần 1.200 lít để chứa đồ. Đặc biệt, Raize sở hữu 10 hộc chứa đồ từ các cánh cửa, bệ tỉ tay, giá để cốc ngay trước cửa gió điều hòa cho, tới khay nhỏ để giày ở dưới ghế hành khách phía trước. Tiếp nối truyền thống các xe của Toyota, Raize cũng được trang bị rất nhiều tính năng an toàn chủ động và bị động giúp khách hàng yên tâm di chuyển trong phố hay đi dã ngoại. Có thể kể đến như phanh ABS, EBD, 3, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, ổn định thân xe VSC, 6 túi khí, camera lùi, 4 cảm biến trước sau, móc khóa che MI Sofix, đặc biệt với cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi giờ TCA, hai tính năng thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe sang. Toyota công bố Raize có một phiên bản duy nhất tại Việt Nam, sử dụng động cơ 1.0 lít tăng áp cho công suất 98 mã lực, tương đương khối động cơ 1.5 lít truyền thống, đi cùng hộp số CVT 7 cấp số, giúp giảm tối đa độ trễ cùng chế độ lái Power Mode cũng như số tay, và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng vừa mang lại cảm giác phấn khích khi lái, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.